Hello, mình xin chào cô chú. Hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 2019 rồi chú. Và ngày hôm nay thì con xin giới thiệu các cô chú một số hướng cát đủ loại nha cô chú. Con không biết mặt hoa sổ. Thì một hướng nó thì một mã số thì gồm khoảng từ 3 tới 4 hướng. Đồng giá là 200 một hướng và con chỉ có là 4 mã số thôi nha cô chú. Đồng giá là 200.000 một mã số cát sổ. Và sau đây con xin giới thiệu các cô chú một số hình cây của nó. Đây là mã số 1 cô chú, có 3 hướng. Và tất cả đều là mặt hoa khác nhau nha cô chú, tại thân nó khác nhau. 100.000. Xin lỗi chú, ba hướng này là mã số 1, giá tiền là 200. Tại không có người trồng nên con tách hướng là để con bán 200.000. Bây giờ thiếu nước nên cây nó hơi bị héo một tí nha chú, mình về mình bơm nước vào lại. Và đây là mã số 2. Cái tiền là 200 luôn, mã số 2. Mấy cái mắt của nó vẫn còn lên ok nha các chú. Một số mắt ngủ nè. Đây còn mắt ngủ rồi chú. Và 200 luôn. Giờ này mắt ngủ nó vẫn còn tốt nha các chú. Con đang lên này. Trong đây thì nó sẽ có 3 tới 4 loại khác nhau. $200.000, đây là mã số 3. Đây là giò mã số cuối cùng, mã số 4, giá tiền là 200 luôn. Mã số cuối cùng, đây là giò mã số 4. $200.